Khoái lớt bao khườn quế, ể mày chứ mà giảm. Một vui ngài, đét, sờ, mệt đoan xài. Phả lùm bỏm bao, nằm pê, bỏm khoa. Lợi dến xài chớ, chú cần mà nỉ. Tóc khoái lơ mà dám bán mương ký ể tơm. Nhóm pê xa đợt lộc mương hầu lộc thanh thanh hòa, lơ đáy moài sở ăn u cách mảng. Tuy sở ể tơm lơ bàng xí ta khở bét xí pí, khai hình ảnh một cân ể mệt xì lơ bàng khinh, miền xóm hở cô hườn đi nằm, sở có nhăng hết mà, cuống mắc nhóm kỳ bò mè pí nỏng nhóm pê đà lộc mưa nỉ. Mình đính mí đung hườn ký ể tơm, nhóm lơ sắm, cặp châm điểm xùm cắn bổ hoạt động cách mạng, si tiên khởi nghĩa, chân nỉ lơ bến nhóm di tích lịch sử cách mạng, nhóm sờ quảng đí. Mệt chủ cơn đớ hoạt nỉ, có lơ mì lan song ngắm mưa ể tơm, một cơn ể Việt Nam cuống làn bí tảnh sật. Một lan song triển đi ngàm, cuống thờ tổ hữu, cái là hình ảnh, lan kỷ vật nhang ma, ký xum si lục lán mờ nỉ, cuống của hơn ể tơm, nhằng sư mà. Cái chát này nó có hai cái đáy, một cái đáy phía trong ấy, thì các cụ để bí mật, để cái tờ báo đuổi giặc nước. Hai con của bà mẹ tơm là để cái đồ dùng. Để đi cắt tóc dạng, các cái đồ dùng đang có ở trong cái cháp này. Ăn hộp nỉ sờ mi xong đẩy đẩy non su cuống, lơ đẩy xùm pu, bí mật, miền, tờ bảo, tí mút sập, nhang rút nọc sờ đẩy xóng cần lù kỹ ể tơm, miền, tưởng làn tổ báy tạt phống. Cuống ăn hộp nỉ sờ khoai hến ấn tượng, mi một ăn phiên hín, miền, mai lan ăn mịt. Chờ khoái tấp khẩn nơ đẩy cân lục ôn ký ê tơm sở ung vũ hữu sô triển màu khoái phăng mưa lái lan tô dung nỉ ăn piêng hín nỉ sở có mì tuôi khở bét xịp lơ đẻ áo tình pha hín vần hoàng du phai tấy kể thanh hòa ô sở bét sư ăn mịt nỉ sở có mì tê lờ hưng mủng chờ đẩy sung pu o ma lan tô nỉ miền bét tập phúng hoạt lan nho bí mật sở áo lan tơ bảo tí mút sực đáy tổ công tác Việt Minh kỳ siêu lê tất đắc tổ hữu dám cuống ăn hộp nỉ cạp mồm giáo khơn ma hở lan điểm bí mật lan pu có lơ đáy tổ Việt Minh hờ một ăn piêng nhôm lăng nản lơ đáy ít thủ công ít bến một ăn lược lan pu lơ đáy tổ Việt Minh hờ một piêng nhôm lăng nản lơ đáy ít thủ công miền bến một ăn lược lan pu có lơ áo ăn nỉ miền bay tạt phúng phục vụ hờ vào mẹ bến nòng chú nhom ăn lúc nỉ lơ bay sạp xóm cần lúc chai ký ể tơm cuống chú nhom cặp sơ phiếc tiền miền tiên màn học tin miền chú cần nơi sắc ngủ cặp ủng hộ cách mạng Việt Nam. Cái việc mà cất giấu cái tờ báo đuổi giặc nước cũng phải rất là cẩn thận. Cuống làn pí tê sụt pí một pan cả hoài si dịp sóng hoặc cục pí một pan cả hoài si dịp si đung hườn ký ể tơm sờ nhom sắm cặp châm điểm cán bộ cách mạng in tài liệu truyền đơn cặp bảo tí mút sực bom nắn sờ có nhom sắm đầy lái tài liệu bí mật ký đảng hầu. Kể từ thời điểm tháng 7 năm 1942 triển tê chờ bên chết bên một bàn cáo hoài si dịp sóng sờ có chờ lan pu cuống tổ cách mạng lơ đáy ể tơm trăm liềng cặp sắm mong mử ể lơ xóm mệt say chớ cặp khóng kỳ chảo miền trăm liềng xùm siêu ếch cách mạng ngoài xùm siêu bếch sư lần lùa kỳ chảo ể lơ bay chờ khai phạc khái lan chồng tô cúc cô hươn đầy cam đớ ể lơ xóm miền trăm liềng lần lùa ể nhằn bông tến hờ xùm siêu pớn lằn khóng quen cuống xuống kỳ cô hươn bò phạc kỳ ể sở lơ đầy khái rút tùa chú lăn chở tờ nhóm miền phạc sở mi lan tơ bảo miền tí lằn mút sực lăng nỉ nhà thờ tổ hữu có lơ tèm cuống bài thơ ể tơm sở sắm nặn có cái báo đuổi giặc nước sau này nhà thơ tố hữu có viết ở trong cái bài thơ mẹ tơm là chợ xa mẹ gánh mớ rau xanh thêm bó truyền đơn gọi đấu tranh bãi cát vàng thau in bóng mẹ chiều về hòn nẹ biển reo quanh là như vậy.
bên chết bị một bàn cáo hoài hộp xịp một, nằn sờ xịp cáo bị lắng, tổ hữu trăng mì khạp mưa xám khươn bản pê hành cát hành cù, sờ ể có lơ bằng xia ta. Bài óc xám nhóm phắng kỹ ể, tổ hữu có lơ tém bài thơ ể tơm, bác sư một có hướng lơ nhỏ khẩn miễn chơ mờ ể, miễn chư mà công hèn cặp kỳ cô hơn ể lơ khủng khuống hờ ung cặp xùm siêu cán bộ cách mạng cuông làn pí khô khẩu pí song pàn lê cầu đung hơn ể tơm lơ đáy công nhân sở di tích lịch sử cách mạng hoạt pí song pàn xì một đung hơn mày nỉ có lơ đáy táng mồm sở nhom sư mà lan song mưa ể tơm cặp cô hơn nhóm nỉ chân nỉ lơ bến đi chơi cách mạng miền xùm xì lục lán chủ nhom lơ sọc mà rất là tự hào. Họ hến tự hào chơ lơ đáy tách óc tên bản mương ể tơm cách mạng anh hùng. Kế thừa và phát huy được sức mà cặp nhà súng ngô chơ nằn xung cần nom sa đà lộc lơ mệt chớ mệt hèn khong khen ao mà đầy lái thành tích còn nắm đàn bổ cặp bò mẹ bến nòng mẹn chơ áo đà lộc lơ bến xa tròm bản mơ kiểu mẫu cuông chơ lơ hoạt. Vòng nắm làn bài học đầy tờ khoai tiếp nhận cuông sách giáo khoa, sớ làn kỳ vật nhằng ma, cặp lan song triển, hến mà du tình bản mường cách mảng đa lộc, sớ có lơ ệt đi tướng phẩm chất đi ngàm kỳ cô hươn ể tơm. Tao khuyền mưa nhóm pê đà lộc, bán mương kỳ ể tơm, tờ khoai có lơ hủ tươm đầy, mưa sạch chớ kỳ nhà thổ tổ hữu, chớ lơ tém bài thơ ể tơm chớ mất xàm. Bài thơ lơ đẩy tác giả tèm nắm mệt chơi hèn say chớ trả ớn mưa cần ể lơ chăm liềng cuống làn mử vượt ngục hoạt động bí mật miền xây tặng phong trào cách mạng te mệt chơi hèn nản bài thơ lũ khẩn làn triết lì nho súng đào lì ẩn nghĩa kỳ neo tay su nhom tỏ mi lan có mải phi lao cặp làn đoan sải đoan tinh phú cân sờ cỏ lơ đi ngàm lái xì nắm sùm cân ể cân ới du nì có hèn sư nặn lắng giải phóng nhà thờ tổ hữu lơ mì khạp tao khơn mưa bán mừng ể tơm chơi nặn nhóm bên nỉ có mì lái biên đôi đan lộc mưa nỉ sờ mì lái song biên mơ hình ảnh lan đung hườn sung tấn quảng lý một bản mường nhóm pê hèn đi ngàm nằm pê cặp lan có mải phi lao sờ có bách sư chứ mà hình ảnh kỳ cần ể mệt chưa hèn yêu đi nằm bán mương kỳ chớ mất giam nhóm hèo phắng kỳ ể tơm cặp kỳ cô hươn có lơ đẩy hơn nước cặp đục lán chào bản lơ xây tặng quang lý chứ mưa công hèn luống kỳ sung cân xóm hở bán mương đi nằm cuống lạt bị cái việc đỡ ơn đáp nghĩa cho đỡ có đẩy xa bấc ngoài có bà ệt trong cái công tác đền ơn đáp nghĩa. Đối với địa phương trong việc đền ơn đáp nghĩa sở cũng là bị cái bán mương cặp xa chờ đỡ có bâng ngoài nhất sở đài ê xoay cuống làn mử lê xết chủ bí lễ tiết hàng năm và hướng tới 75 năm kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ thì đối với địa phương thì cũng đã xác định đây là một trong những cái chương trình hoạt động hết sức quan trọng và ý nghĩa. Năm hèn bưng ngoài kỳ trung ương cặp kỳ thanh thanh hòa trên ỉ cơ sở hạ tầng nhóm bản mường cách mạng đan lộc úp của cặp kỳ mương hầu lộc úp huồm lớp phình tươm hèn đáy đầu tư đảm vào việc nho súng mảnh mẻng sức nắm việc pháo ngoài chào pê sơ liếng kỳ đi nằm làn sóng đi xoay nằn sự kết quả kỳ hèn pòm chưa súng nho súng hô chớ truyền thống bản mường cách mạng kỳ đang bổ chính quyền cặp bò mẹ bí nỏng. Bò mè bí nỏng du đà lộc có lớp mảnh chơ sáng tạo cai xía làn khô khẩu cạp nho súng lan song mảnh kỳ cháu miền xây tặng miền đín canh mảng tay chấm mất giam lớp bến một bản mương cho bản mơ lơ cấn kiên hèn giòn mưa.